nữ hoàng Elizabeth, một người phụ nữ quyền lực nhất Vương quốc Anh và là niềm tự hào, biểu tượng của 16 quốc gia độc lập trong khối liên bang. Nhưng ít ai biết được rằng, nữ hoàng Elizabeth II từng có một mối tình đổ lệ khắc cốt ghi tâm với người chồng hiện tại. Một người là nữ hoàng kế vị, một người là hoàng tử lưu vong hết thời không bằng thường dân, đã cùng nhau dệt nên một mối tình cổ tích đẫm mùi ngôn tình. Ngày hôm nay cùng tìm hiểu mối tình làm chấn động 16 nước liên bang của chàng hoàng tử nguyện làm thị vệ của nữ hoàng Anh. Lội ngược dòng lịch sử, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là con cả của hoàng đế George VI. Ngay từ khi 10 tuổi, Elizabeth đã gánh trên vai là người thừa kế thuộc hàng đầu tiên. Năm Elizabeth 25 tuổi, bà chính thức trở thành nữ hoàng của 16 quốc gia độc lập thuộc khối thịnh vượng Trung Anh. Trái với nữ hoàng, chồng bà, hoàng tử Philip mang trong mình dòng máu hoàng tộc Hy Lạp và Đan Mạch. Sau một cuộc nổi loạn, vua Constantine I, bác của Philip bị ép thoái vị. Cả gia đình Philip bị trục xuất khỏi Hy Lạp. Mẹ ông, công chúa Alice, ở trong bệnh viện tâm thần. Cha Philip chuyển ra sống riêng với người tình. Năm 1944, cha ông mất tại Monte Carlo và chỉ để lại những kỷ vật sơ sài, còn mẹ lúc đó sống ở Athens. Chàng hoàng tử trẻ vừa không có địa vị, cộng thêm việc ba chị em gái kết hôn với quý tộc Đức càng khiến ông thất thế hơn và bị đem ra làm lý do để phản đối hôn nhân của hai người. Dù thế, khoảng cách về chính trị hay thân thế không thể trở thành rào cản của họ. Nữ hoàng Elizabeth và hoàng tử Philip đã dệt nên một cổ tích tình yêu thời hiện đại, lãng mạn và bền bỉ với gần 7 thập kỷ bên nhau. Từ người hướng dẫn, bảo vệ, trở thành nỗi vấn vương trong lòng nữ hoàng xinh đẹp. Định mệnh của họ bắt đầu vào ngày 22 tháng 7 năm 1939, khi cô bé xinh đẹp chưa kịp lớn Elizabeth có chuyến thăm Đại học Hải quân Hoàng gia ở Dartmouth. Chàng thiếu sinh quân Philip năm đó 18 tuổi, cao trên 1m8, với đôi mắt xanh, khuôn mặt như chạm khắc, được bố trí tiếp đón người thừa kế xinh đẹp của vua George VI. Và nàng Elizabeth ngay lập tức đã trúng tiếng sét ái tình. Cảm nắng ngay nhau từ cái nhìn đầu tiên, hai người trẻ tuổi đến từ hai hoàng tộc khác nhau đã chọn cách yêu thương nhau qua những lá thư chan chứa tình cảm và sự nhớ mong. Mặc dù chỉ mới được mười mấy xuân xanh, nhưng công chúa Elizabeth lúc bấy giờ đã thể hiện tình cảm của mình dành cho người thương bằng những cử chỉ rất táo bạo. Trong cuốn hồi ký Queen's Childhood, bà Maren Carford, người dạy học của nữ hoàng Anh kể lại, Lilibet, việt danh của Elizabeth, không thể rời mắt khỏi cậu ấy. Mặc dù cậu ấy không dành cho cô bé một cử chỉ nào đặc biệt. Sau khi hai người bắt đầu thư từ qua lại, bà viết tiếp, Lilibet đánh mất sự tự tôn của mình bằng việc viết thư cho một người đàn ông đang chiến đấu cho đất nước chúng tôi. Công chúa Margaret cũng nói về chị mình, chị ấy không bao giờ nhìn bất cứ ai khác. Trong một lá thư cảm động gửi cho người phụ nữ của mình, Philip đã tự hỏi liệu ông có xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp đó, và ông đã hoàn toàn rơi vào tình yêu và không rụt rè. Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, Philip tham gia vào cuộc chiến, nhưng ông và nàng công chúa xinh đẹp vẫn gửi thư cho nhau hàng tuần. Bạn bè và người thân phát hiện ra mối tình lãng mạn giữa hai người vào tháng 12 năm 1943, khi chàng hoàng tử có kỳ nghỉ phép đón Giáng sinh ở lâu đài Windsor và xem Elizabeth năm đó 17 tuổi diễn kịch. Vua George VI đã nhận xét về chàng trai trẻ là thông minh, có óc hài hước, biết suy nghĩ chừng mực. Nhưng cả vua và hoàng hậu đều nghĩ Lilibet còn quá trẻ để xem xét chuyện kết hôn. Chuyện tình của nữ hoàng Elizabeth bị phản đối kịch liệt, đồng thời trở thành tâm điểm của giới truyền thông lúc bấy giờ. Trong đó, mẹ của nữ hoàng là người phản đối gay gắt nhất. Kết thúc chiến tranh thế giới, Philip quay trở lại London. Cuối mùa hè năm 1946, chàng trai 25 tuổi cầu hôn Elizabeth. Không đợi sự đồng ý từ phía bố mẹ, nàng công chúa hạnh phúc nhận lời làm vợ hoàng tử Philip. Để có thể kết hôn với người mình yêu, hoàng tử Philip đồng ý từ bỏ tước hiệu của mình, theo Elizabeth tới Anh quốc. Các triều thần và hoàng hậu đã phản đối đám cưới của họ. Riêng đức vua đồng ý với điều kiện chuyện này phải được giữ bí mật cho đến sau sinh nhật 21 tuổi của Elizabeth. Trong chuyến công chúa công du cùng cha mẹ tới Nam Phi đầu năm 1947, đã dấy lên những tin đồn hoàng gia Anh sẽ giới thiệu đấng phu quân khác phù hợp hơn với người kế nhiệm tương lai. Tôi biết không dễ dàng gì chia rẽ được họ. Một khi Lilibet đã yêu, cô ấy sẽ làm tất cả để đạt được. Bà giáo Crawford chia sẻ thêm. Từ Nam Phi,
cô ấy viết thư cho người yêu thường xuyên và trong suốt chuyến đi, cô ấy luôn đặt bức ảnh của Philip trên bàn trang điểm của mình. Vứt bỏ ngôi vị hoàng tử để nguyện làm thị vệ của vợ. Vượt qua sóng gió, ngày 20 tháng 11 năm 1947, đám cưới của đôi uyên ương này đã diễn ra tốt đẹp và hoành tráng như một ánh hào quang xua tan những đớn đau, mất mát của Thế chiến thứ hai. Vào một buổi sáng sau đám cưới 2 ngày, Philip đã bỏ thuốc lá ngay lập tức và không gặp khó khăn nào chỉ vì biết Elizabeth từng đau khổ rất nhiều do vua cha nghiện thuốc. Cô ấy không phải thay đổi cái gì, còn Philip, mọi thứ của ông đều thay đổi. John Dean I, người kề cận cặp đôi này từng nói. Hoàng tử Philip băn khoăn rằng ông dũng cảm hay ngu ngốc. Không phải ông nghi ngờ tình yêu của mình dành cho Lilibet, mà bởi vì ông sợ sẽ phải từ bỏ những khía cạnh trong cuộc sống của mình vì lấy nữ hoàng. Trong một bức thư gửi mẹ vợ được viết sau đám cưới, hoàng tử Philip bộc bạch, Lilibet yêu dấu. Con không biết từ này đã đủ diễn tả được suy nghĩ trong con. Chỉ có một thứ duy nhất trên thế giới này là thực sự có ý nghĩa với con, đó là Lilibet. Và tham vọng của con là muốn gắn kết hai đứa làm một, để không chỉ đánh lùi những khó khăn hướng vào chúng con, mà còn để trường tồn mãi mãi. Cô dâu mới Elizabeth cũng dành một tối trong tuần trăng mật của mình để viết thư cho vua cha. Con hy vọng có thể mang lại cho con cái của con được sống trong bầu không khí hạnh phúc của tình yêu và sự công bằng mà Margaret và con đã được lớn lên. Cô cũng chia sẻ thêm, chúng con hòa hợp với nhau giống như chúng con đã sống với nhau từ nhiều năm trước. Philip là một thiên thần, anh ấy rất tốt bụng, biết suy nghĩ. Sống với anh ấy và có được anh ấy quả là một điều hoàn hảo. Vào ngày 14 tháng 11 năm 1948, nữ hoàng sinh hạ hoàng tử Charles. Theo em gái nữ hoàng thì 6 ngày sau sinh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời chị mình. Elizabeth được ở bên con trai, đi dạo cùng chồng mỗi ngày và nhất là chị ấy có một cuộc sống bình thường, chủ động giao lưu với vợ các sĩ quan khác, đi đến salon tóc, trò chuyện bên tách trà, được trực tiếp trả tiền, một việc mà chị ấy có vẻ hơi lúng túng. Sau thời gian ở cữ, người kế thừa ngai vàng quay trở lại với trọng trách của mình. Sức khỏe của vua George VI suy yếu. Ngày 2 tháng 6 năm 1953, Elizabeth chính thức lên ngôi nữ hoàng. Cùng lúc này, hoàng tử Philip kết thúc sự nghiệp hải quân của mình ở tuổi 30 để hỗ trợ vợ. Và kể từ đó đến nay, sau 62 năm, người dân từ khắp mọi nơi trên thế giới đều thấy hoàng tử Philip đi sau nữ hoàng trong tất cả những chuyến viếng thăm, những buổi diễn thuyết. Trong cuộc hôn nhân không thể lay chuyển của hai người, hoàng tử Philip là người luôn hỗ trợ, tư vấn và luôn yêu và cười với nữ hoàng. Người đứng đầu hoàng gia Anh gọi chồng của mình là sức mạnh và sự chống đỡ. Và có một cận thân cho biết rằng, nữ hoàng luôn ngưỡng mộ chồng của mình, nhưng chủ yếu là về cách thức mà hoàng tử đã sống giữ mình. Còn về phần hoàng tử Philip thì ông nói rằng, công việc đầu tiên, thứ hai và cũng là cuối cùng của tôi là không bao giờ làm cho nữ hoàng thất vọng. Không có cuộc hôn nhân nào là không có sóng gió. Đặc biệt trong những năm đầu, Philip luôn được yêu cầu phải đi sau nữ hoàng. Trong mọi vấn đề, ông luôn phải đứng trong bóng tối. Chàng hoàng tử chỉ thực sự nổi giận một lần trong đời. Tôi là người đàn ông duy nhất trên đất nước này không được phép sử dụng tên họ cho các con mình. Mặc dù vương tộc có tên là Windsor, nhưng một sắc lệnh ban hành năm 1960 cho phép hậu duệ nam giới của Elizabeth II và hoàng thân Philip, nếu không phải là vương tử và công chúa của Vương quốc Anh, thì sẽ mang họ Mountbatten Windsor của Philip. Tuy nhiên, công chúa Anne, con gái duy nhất của nữ hoàng Elizabeth II và hoàng tử Philip, cũng đổi sang họ Mountbatten Windsor của cha trước khi kết hôn. Vậy đã đủ thấy, dù có là nữ hoàng được triệu người nể phục, trong lòng Elizabeth II, chồng bà mới là người đáng được tôn kính nhất, dù cho ông chỉ là một thị vệ. Dù sở thích và tính cách của hai người có chút khác biệt, chưa bao giờ hoàng tử Philip cảm thấy đó là vấn đề quá to tát. Họ vẫn có thể vui vẻ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau rửa bát, cũng bình dị như bao cặp vợ chồng khác. Trước công chúng, nữ hoàng Elizabeth luôn tỏ ra là một người nghiêm nghị và hiếm khi cười. Tuy nhiên, chỉ cần người đó là hoàng thân Philip, thì dù ông có trong thân phận nào chăng nữa, bà cũng có thể nở một nụ cười duyên dáng và đáng yêu. Băng qua những lời đàm tiếu thị phi, vượt qua tất cả những ngăn trở phản đối từ hoàng tộc, nữ hoàng Elizabeth và hoàng tử Philip, tình yêu của họ đã vượt qua những khó khăn và viết nên một câu chuyện tình đẹp lãng mạn nhất thế giới.
Các sử gia không tiếc lời để viết về câu chuyện tình đẹp của nữ hoàng Elizabeth và hoàng tử Philip khi họ vượt qua cột mốc đám cưới kim cương. Họ đã vượt qua được một cột mốc mới và chỉ có cái chết mới có thể kết thúc được tình yêu của họ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên xem lại những video mới trên VGT để cập nhật những thông tin mới và bổ ích nhé. Đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để ủng hộ nhóm nhé.